điều mà em cảm thấy thú vị hoặc là những cái góc nhìn mới, những cái bài học mới cho em là gì sau cái chuyên đề của Quốc Long về sự trì hoãn cũng như giải pháp của nó? Tức là em hiểu về cái não bộ của mình hơn, thì có thể là mình làm chủ của mình bằng cái ý thức hơn á, rồi mình chỉnh sửa để cho mình không bị trì hoãn nữa. Còn gì nữa không em? Thì lúc này em có nốt lại là cái lý do mà tại sao mình lại trì hoãn á, rồi cái cách mà mình thoát khỏi cái vòng trì hoãn đó.